Quý vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa James Trương, là hội viên chính thức của Hiệp hội OrthoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất, chuyên môn thiết kế trồng OrthoCare hoàn toàn bằng phương pháp điện toán digital đã giúp hơn 80-90% các bé không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Hãy đến website bacsimac.com để xem thêm hàng trăm chi tiết về phương pháp OrthoCare và các bệnh lý về mắt. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607.